chiều ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án về vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 10 người thương vong xảy ra trên địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đông Yên, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18 tháng 6, tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên, ông Tê, sinh năm 1975, ở thôn Việt Yên là công nhân đang ở dưới láng công trình nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B ở thôn Việt Yên, xã Đông Yên thì thấy mất điện. Ngay sau đó, ông Tê đi tới phía sau công trường là khu vực để than tời vật liệu để kiểm tra thì phát hiện có 10 công nhân đang bị thương nằm dưới đất, phía dưới khu vực than tời. Ngay lập tức, ông Tê đã hô hoán để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, do thương tích quá nặng nên 3 công nhân đã tử vong, gồm DT, sinh năm 1986, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, S, sinh năm 1997, ở xã Chiền Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La, và Y, sinh năm 1986, ở huyện Bắc Mê, Hà Giang. 7 nạn nhân còn lại hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân Y 105 Sơn Tây. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên là do đứt cáp vận hành than tời vật liệu xây dựng trong quá trình thi công công trình. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình người tử vong, 5 triệu đồng trên người bị thương nặng và 3 triệu đồng trên người bị thương nhẹ. Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.